con trai 28 còn chưa có đối tượng. Một gia đình 3 thế hệ ở trong căn nhà 27m2. Vì giúp con cưới được vợ, người mẹ quyết định cải tạo nhà thành biệt thự 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà vệ, 1 vườn. Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với kênh chúng tôi. Gia đình Vương Vĩ sống ở Thượng Hải. Cả gia đình sống cuộc sống bình tĩnh ấm áp, nhưng căn nhà họ đang sống vẫn luôn là điều họ canh cánh trong lòng. Đầu tiên, căn nhà 27m2 chỉ có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách. Phòng ngủ để cho bà ngoại. Hai mẹ con Vương Vĩ ngủ trong phòng khách. Có đôi lúc em gái dẫn con về thăm nhà, anh trai chỉ có thể ngủ trên ván gỗ. Mọi người đều không thể ngủ ngon giấc và không hề có sự riêng tư. Không gian trong nhà vô cùng lộn xộn. Phòng khách kiêm luôn phòng ngủ, phòng làm việc của hai mẹ con. Nhà bếp thì không có chỗ đựng lò vi sóng, tủ lạnh, nồi cơm điện hay các đồ dùng khác. Không chỉ vậy, bởi vì người mẹ quen thói tiết kiệm, nệm trong nhà tích trữ rất nhiều những món đồ không dùng đến. Cả căn nhà đều bị đồ đạc bao phủ, lúc bước vào hay bị mặc. Căn nhà biến thành phòng chứa đồ cực lớn. Mỗi ngày mẹ đều phải kéo cái máy may trong đống đồ ra, nhưng cũng chỉ có thể bỏ trước cửa nhà để làm việc. Ra vào nhà đều phải tốn không ít sức. Hệ thống nước thải nước lắp bên ngoài nhà, vì đã sử dụng nhiều năm nên bị rỉ sét nặng, thường hay bị nhiễu nước, cần phải xử lý mỗi ngày. Bởi vì căn nhà 24m2 này có tận 3 cửa ra vào, nên việc thông gió trong nhà rất tệ. Sợ hơn nữa là hệ thống khí than lắp đặt không đúng tiêu chuẩn, được đặt ngay trong phòng khách, có nguy cơ rò rỉ khí gas cao, đồng nghĩa với an toàn không được đảm bảo. Việc lấy ánh sáng trong nhà cũng tệ, ba cánh cửa và đóng đồ trong nhà đã cản hết ánh sáng vào nhà. Ban ngày tắt đèn vươn tay không thấy năm ngón, bởi vì không có chỗ để phơi đồ. Họ chỉ có thể mang đồ ra ngoài đường phơi hoặc trực tiếp dùng máy sấy khô. Vô cùng cực nhọc, những vấn đề này gia đình Vương đã quen. Nhưng điều duy nhất làm người mẹ lo lắng là hôn nhân của cậu con trai. Bởi vì căn nhà của họ quá cũ nát, cậu con trai cũng chẳng có phòng riêng, nên cậu con trai 28 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái. Người mẹ thấy mình có lỗi với con, nên muốn sửa nhà cho con kết hôn. Vương Vĩ thì lại muốn sửa nhà cho mẹ và bà. Thời gian trước bà bị chẩn đoán ung thư dạ dày kỳ cuối. Cả gia đình hy vọng thay đổi hoàn cảnh sống, để giúp bà ngoại sống thoải mái những ngày còn lại hơn. Việc sửa nhà cũng là vì người mẹ. Cha hai anh em mất đã lâu, mẹ bị bệnh tim và cường giáp, bà mưu sinh bằng nghệ sửa đồ cho người ta, vì có thể sửa nhiều đồ hơn. Giữa trưa hè 40 độ, bà ngồi tại chỗ cả ngày không dám đi ăn uống hay đi vệ sinh. Ngày ngày đều vậy, bà dùng đường kim mũi chỉ của mình nuôi hai chị em Vương Vĩ lớn khôn. Cảm ơn mọi điều mẹ đã làm. Mẹ dùng đôi tay mình chống đỡ cả gia đình, luôn trao hết những điều tốt đẹp nhất cho chúng con. Mẹ có thấy tự hào vì con không? Hay là lại đang lo lắng cho con? Đứa con mà mẹ lo lắng đã lớn khôn rồi. Người mẹ vốn đến tuổi nghỉ ngơi, lại vì bệnh tật của bà ngày mà mỗi ngày như một kiên trì đi sửa đồ. Đến bệnh viện kiểm tra đi mẹ, không đi không được đâu. Đau thì làm sao giờ, kiếm tiền là để mẹ xài mà. Đừng có cố nhịn, không đi kiếm tiền làm sao được. Bà ngoài còn cần tiền đi truyền nước, mỗi lần tốn mấy trăm đồng. Không đi làm không được, không làm thì không có đủ tiền, làm sao mà sống nổi chứ. Nói thế nào cũng phải đi, ai có thể giúp gia đình này hoàn thành hy vọng đây. Sau khi biết được yêu cầu của gia đình Vương Vĩ, thiết kế sư Lại Húc Đông đã nhận ủy thác này. Sau khi đến thăm nhà để tìm hiểu hiện trạng, thiết kế sư nhanh chóng định ra kế hoạch. Trong căn nhà 27m2 này, anh hy vọng có thể cải tạo được 4 phòng ngủ 1 phòng khách để phù hợp với yêu cầu của gia đình. Quá trình cải tạo bắt đầu. Đầu tiên đội thi công sẽ phá đổ các bức vách để đá thông toàn bộ căn nhà, lộ ra kết cấu nguyên thủy của nó. Lúc này khi đo đạc lại mới thấy căn nhà rộng 3.2m, dài 3.6m, độ cao chỉ có 3.5m, cần phải xây tầng nữa mới được. Nhưng độ cao của tầng trên không đủ thì phải làm sao? Trong lúc đi xe buýt, nhà thiết kế đã tìm được linh cảm. Đầu tiên anh sử dụng cốt thép để làm nền tầng 2, đảm bảo vấn đề chịu lực. Tiếp đó tận dụng độ cao chênh lệch của căn nhà để xây dựng phòng ngủ, đảm bảo khu vực sinh hoạt thoải mái. Cả tầng 2 sẽ trở thành phòng cưới của cậu con trai, sẽ có phòng ngủ riêng và tủ quần áo riêng. Khu vực lầu 1 sẽ gồm 3 phòng, lần lượt là phòng của bà ngoại, phòng của mẹ và con gái. Phòng ngủ của bà nằm ngay dưới phòng cậu con trai. Phòng khách phải đảm bảo đủ ánh sáng và được nối thẳng tới phòng ngủ của mẹ. Bàn trong phòng khách được lắp thêm giường ẩn, có thể kéo ra để biến thành phòng ngủ cho khách. Thỏa mãn yêu cầu, thi thoảng sẽ về thăm nhà của cô con gái. Không gian trong phòng ngủ cũng được chia rất rõ ràng. Trong quá trình sửa chữa nhà bếp, vị trí bồn rửa chén được đặt dưới song cửa sổ để đảm bảo lấy đủ ánh sáng. Phòng ngủ cũ của bà ngoại được cải tạo thành phòng chứa đồ. Bên trên là tủ đồ dùng của cậu con trai, bên dưới là chỗ đựng máy may của mẹ. Từ nay về sau mẹ không cần cực khổ kéo máy may ra khỏi đống đồ linh tinh nữa. Khu vực giữa hai vách tường được dùng để đựng tủ lạnh hoặc máy nước nóng. Phía vách tường bên trong được cải tạo thành nhà vệ sinh, chia ra làm hai khu vực tắm rửa và vệ sinh, đảm bảo sạch sẽ và khô ráo. Vì có thể giúp mẹ,
không cần kéo máy may ra đường làm việc nữa. Nhà thiết kế quyết định để mẹ làm việc ở nhà. Nhà bếp cũ ngay cửa được tháo dỡ, sửa sang lại thành nơi làm việc cho mẹ. Nhưng thiết kế sư lúc thiết kế khu vực này đã gặp phải vấn đề khó khăn. Rất nhiều phương án bị hủy bỏ. Bởi vì phần tường phía sau không thể thay đổi, nên độ rộng của khu vực này chỉ có 80cm. Khi mở bàn làm việc ra sẽ bị vướng, không đạt được hiệu quả như mong muốn. Thiết kế sư đã phải thiết kế lại. Lần này ông quyết định bỏ bàn làm việc đi, rút ngắn chiều dài lại. Như vậy sẽ đảm bảo bàn làm việc dễ dàng mở ra, đồng thời cũng sẽ không bị ngắn đường. Vì giải quyết chỗ cất đồ đạc, trong nhà gắn thêm các tủ âm tường như cái giường trong phòng ngủ, cầu thang, bàn. Đồng thời các tủ quần áo cũng được thiết kế âm tường, không bỏ qua bất kỳ không gian nào, thỏa mãn yêu cầu tích trữ đồ đạc của mẹ. Đến việc xử lý đường nước thải, thiết kế sư hy vọng có thể thay mới đường ống. Nhưng đường ống này được 5 hộ gia đình dùng chung, cần phải bàn bạc với hàng xóm mới được. Có ai không? Tìm ai? Xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi là tổ chương trình cải tạo ngôi nhà trong mơ của Đài Đông Phương. Muốn gặp để nói một số việc. Không cần. Là thế này, cái đường ống nước nhà mình đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng tôi muốn sửa chữa nó. Anh à, làm gì vậy? Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện. Tôi không muốn. Đừng có gõ cửa nữa. Trong nhà không có ai đâu. Bởi vì hàng xóm không phối hợp, nên thiết kế sư chỉ đành xử lý đường ống của riêng nhà họ Vương, rồi nối nó với hệ thống nước thải bên ngoài xem như tạm thời giải quyết vấn đề. Đến phiên vấn đề lắp đặt đường khí gas, sau khi liên lạc với công ty cung cấp để làm việc, họ cho đường ống ra ngoài. Vì đảm bảo căn nhà có đủ ánh sáng, thiết kế sư tăng lớn diện tích cửa sổ phía nam, biến nó thành cửa sổ sát đất. Bên ngoài cũng được cải tạo thành khu vườn nhỏ, vừa có thể để ánh sáng dễ dàng đi vào nhà, vừa có thể có chỗ phơi đồ đạc. Đồng thời trong nhà cũng có khu vực để nghỉ ngơi, tận dụng được mọi thứ, để giúp các phòng khác cũng lấy đủ ánh sáng. Thiết kế sư làm cửa phòng khách thành dạng cửa kéo, có thể phân cách phòng của cậu con trai và phòng khách, rất linh hoạt. Tất cả cửa sổ trong nhà đều tăng lớn diện tích, sử dụng cửa kính một loại mới, vừa lấy đủ ánh sáng vừa đảm bảo tính riêng tư. Về vấn đề thông gió, nhà thiết kế lắp đặt quạt trên trần nhà, để máy điều hòa trong phòng khách cũng có thể lan đến phòng của bà ngoại và cậu con trai, không chiếm dụng không gian còn có thể tiết kiệm tiền điện. Thiết kế sư còn suy xét đến việc mẹ và bà tuổi đã lớn, nên cẩn thận thiết kế tay vịn trong nhà vệ sinh, sàn nhà chống trơn, phòng tắm đặt ghế gỗ dài, đồng thời cũng lắp thêm đèn cảm ứng ở hành lang, cực kỳ cẩn thận. Ngoài ra thiết kế sư còn chuẩn bị quà riêng cho mẹ, đó là một kệ máy may có thể đẩy được và một cái bảng hiệu sửa đồ. Cái bàn đựng máy may di chuyển được kia không chỉ có thể tháo dỡ, còn có không gian rất rộng rãi, tiện cho mẹ bỏ thêm đồ đạc đẩy máy may ra ngoài đi làm. Sau khi cải tạo xong, cả gia đình Vương Vĩ lòng đầy kích động quay về nhà. Vừa vào cửa đã thấy căn nhà mới hoàn toàn, những vấn đề trước đây đều được giải quyết, cả gia đình đều rất kích động. Nhà chúng ta thăng cấp rồi, quá tuyệt vời. Ồ đẹp quá đi, thật không ngờ đó. Xem này, mẹ vui không? Ồ đẹp quá đi, nhìn cứ như đang ở nước ngoài ấy, không giống ở Trung Quốc gì cả. Nhìn cứ như đi ra nước ngoài ấy, có thấy cái này không? Đẹp chưa này? Ồ đẹp thật đấy, vui quá đi. Mẹ ở bên ngoài có mệt mỏi bao nhiêu thì khi về nhà cũng thấy vui hơn. Có mệt mấy cũng thành không mệt, vui thật đó. Ở đây hơn 30 năm rồi, trước đây nhà chúng tôi 3 triệu cũng không mua được căn nhà tốt thế này. Cậu xem đi, còn có vườn riêng nữa nè. Mẹ vốn bị bệnh tim, giờ nhìn thấy nhà thế này cũng khỏe hơn rồi. Cả gia đình gặp được thiết kế sư đều tỏ lòng biết ơn. Thiết kế sư đến chúc mừng họ còn quyết định tự mình xuống bếp làm một bữa cơm chúc mừng mọi người, ăn mừng họ có nhà mới, có thể bắt đầu cuộc sống mới. Xem đến đây, mọi người có biết lần cải tạo nhà tiêu tốn hết bao nhiêu tiền không? Tính đâu ra đấy là khoảng 182.000. Chỉ với bao nhiêu đó tiền, thiết kế sư đã biến căn nhà 27m2 cải tạo thành căn nhà 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 nhà vệ sinh, còn có một khu vườn nhỏ. Thật làm người ta bội phục, đặc biệt khi nhìn thấy mẹ rất hiếu thuận bà ngoại, từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến cậu con trai. Thật sự làm được cái gọi là cả gia đình đều yêu thương nhau. Cuối cùng, tôi có một điểm khó hiểu. Sau khi tân trang nhà xong, cậu con trai có tìm được đối tượng chưa? Mọi người có thể để lại bình luận cùng bàn bạc. Video kỳ này